Thưa quý vị, với khoảng 200 triệu chứng khác nhau liên quan tới hậu Covid-19, một số người xuất hiện những triệu chứng lạ, như trường hợp của một F0 sau đây, sau khi mà khỏi Covid-19 được 2 tháng thì bị rối loạn khứu giác. Các mùi nước hoa, nước xả vải hay là sữa tắm đều ngửi thành mùi bọ xít xăng dầu, thậm chí là mùi xác cháy. Theo đó một phụ nữ mắc COVID-19 từ tháng 12 năm 2021, trong khoảng 10 ngày chị chỉ bị mệt mỏi, sổ mũi, mất khứu giác nhưng không bị mất vị giác. Sau khi có kết quả âm tính khoảng 4 đến 5 ngày thì chị dần dần lấy lại được khứu giác. Tuy nhiên 2 tháng sau đó chị bị rối loạn. Đầu tiên những mùi thơm như là nước hoa, nước xả vải, sữa tắm, dầu gội, nước lau sàn thì chị đều ngửi thành mùi rất gắt, hôi thối, khó chịu. Không chỉ vậy, các loại rau có mùi như là diếp cá, rau răm, ngò gai hay là quả như là dưa chuột, dưa hấu chanh, chị đều có thể thấy mùi nồng như mùi của bọ xít, xăng dầu. Thậm chí mùi cà phê hoặc các món ăn như bún bò, bún riêu cũng trở thành mùi khét như rác ni lông bị đốt cháy. Bị rối loạn mùi khiến cho người phụ nữ này chán ăn, nhưng dù vậy để có sức khỏe, chị vẫn phải cố ăn hoặc chọn những loại đồ ăn có mùi nhẹ. Về vấn đề này, bác sĩ Đặng Xuân Thắng, trường Đại học Y Dược, Đại học Duy Tân Đà Nẵng cho biết, đây là hiện tượng parosmia, nghĩa là rối loạn khứu giác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những bệnh nhân bị rối loạn khứu giác có thể hồi phục từ 15 đến 20 ngày sau khi bệnh khởi phát. Có nghĩa là rất nhiều người sẽ tự cải thiện tình trạng người của họ mà không cần điều trị cụ thể nào. Tuy nhiên, có không ít trường hợp rối loạn khiếu giác kéo dài quá thời gian thì cần phải điều trị thích hợp.